mình cảnh Sunny Garden. Hôm nay mình giới thiệu các bạn về cái chậu lưng sam của bên mình. À, bên dòng lưng sam của mình á là dòng lưng sam bụi, các bạn thấy không? Chiều cao của cái chậu á, để mình đo. Nếu mà tính á, nó dòng bụi nên nó tính từ á, mình phải tính từ cái chậu là từ dưới đáy chậu mình lên là khoảng 33 cm. Đường kính cái chậu ha, mình không có tính cái đường kính cái tán, chỉ tính đường kính cái chậu thôi. Tại vì cái này là bụi nên nó không thể nào mà cao được đâu. Là nó nằm ở khoảng cái chậu này khoảng 24 xăng nè. Đó, các bạn thấy không? Thường á lên sam bụi á nó có như thế này thôi, nó không có thể nào cao lên được hết đâu. Đó. Đất á thì mình á đất nào cũng được thôi. Về á thì á, nếu mà về trồng tất nhiên nó phải chấp nhận phải bị rụng lá thôi, cái vận chuyển thì mình không có nói ha. À, mình đây mình có rụng lá nè, không? Nhưng mà nó rất là nhanh ra lá non. Đất á, thì các bạn hỏi là đất đất nào trồng tốt thì mình nếu mình theo mình cây kiểng á, thì linh sam mà dòng dễ trồng lắm. Đất á, ở đây á thì ở nhà vườn người ta sẽ là một á, là xơ dừa trộn với phân bò, một ít xơ dừa với lại làm cho nó thoát nước tốt, để cho cái chậu nó không có được nặng nước với nó giữ nước, nên người ta thường thường á cái chậu người ta rất là nhiều lỗ nè, thấy không các bạn, thấy không đó, để cho nó thoát nước tốt, để cho cái cây nó không có bị úng. Thường thường á nó bị úng là thường thường nó có cái lá vàng. Về á thì á muốn các bạn có tưới nước là một ngày hoặc một lần buổi sáng, còn thời tiết mà nắng nóng khô quá các bạn để ngoài trời á thì tốt nhất là nên á là tưới ngày hai lần. Nếu mà đem về á, mà các bạn muốn lên cái dòng bonsai á, tại dòng này dòng bụi nó không thể nào cao được đâu. Cái dòng này là dòng chơi dòng bonsai. Thứ nhất á, là thế cây nó rất là quan trọng. Đó. Cái dòng bonsai này á, là nó nhanh mà nó ra nhánh lắm, nên mình phải cắt tỉa thường xuyên. Ví dụ như cái dòng này nè, bạn không muốn cho lên cao nữa thì bạn phải cắt tỉa thường xuyên. Rồi cái kéo gì lục quá. Mình lấy cái kéo cắt cho bạn coi. Đó. Để cho nó nằm sát xuống. Đó, cắt tỉa những cái lá non lá già. Để cho cây của mình nó không có vượt cái tàn lên là nó thấy nó xấu. Còn nếu mà bạn nào không có chơi dòng bonsai thì mình cứ mua về mình đem vô trồng mình cứ trồng thôi. Mình thôi có không có cần mà nhất thiết mà phải tỉa hay gì đó. Có nhiều bạn hỏi mình đó là cây này nó trồng để trong mát được không? Trong mát thì cũng ok thôi. Nhưng mà tốt nhất là phơi nắng. Ngày nào cũng phải phơi nắng. Còn nếu mà không phơi nắng á, thì cái cây nó không có ra bông. Đấy, dòng này là dòng nắng, dòng nhiệt đới chứ không phải dòng ung đới, nên cái cây của mình nó phải có chịu nắng nó mới ra bông được. Bông này thì bông màu tím nha. Dòng này là dòng lưng sam 86 lá nhỏ nha, không có lá lớn nha bạn. Đó, mình cắt tỉa nó hết. Tỉa là hết. Về á, nếu mà mình thay chậu á, tốt nhất mình rút cái này ra nè. Rút cái này ra rất là dễ, ngầm cầm ngay cái ấy. Cái cổ của nó là kéo cái đít này xuống nè. Rồi các bạn rủ đất ở dưới. Coi á, ở dưới đây nè, nó có trắng cái rễ không? Nếu mà nó có trắng, có những cái con rệp trắng ở dưới thì bạn phải xử lý cái con rệp trắng đó. Cái chậu này thì nó không có cái rệp trắng ha. Hoặc là coi mấy cái con giun đỏ á. Ta gọi là bọ chỉ á, bọ chỉ đỏ nó hay ăn mấy cái nó hay hút cái rễ cây á, nó sẽ bị suy cây. Đó. Sau đó các bạn tỉa, nếu mà chơi dòng bonsai như cái cây này, như cái này, mình bỏ cái cây này xuống nè, đây mình đã tỉa rồi, đó, mình lên dòng bonsai như thế này, đó, là cũng từ cái này, từ cái chậu này nè, cái chậu này ra mình cắt tỉa lên thôi, à các bạn thấy nó bông màu đỏ, cây này mình phơi nắng tốt nhưng mà có điều, tại mình không có thời gian mình cắt tỉa nó để cho nó, bây giờ mình cắt tỉa lại cho nó tròn cái form nó lại. Chơi cái này á, chơi nếu mà chơi dòng bonsai thì hơi cực chút là bạn phải cắt tỉa thường xuyên để cho cây nó ra đúng cái tán của mình thích. Đó. Để cắt tỉa nhẹ để cái phơm của mình nó được tròn nữa. Dòng này nó cũng có gai nha. Như có nhiều bạn hỏi mình cái dòng này nó lá lớn hay lá nhỏ, thì cái dòng này nó là lá nhỏ không có lá lớn, bông màu tím. Thường thường dòng này nó có ba màu, màu trắng, màu tím với màu hồng. Màu hồng là dòng đột biến ha. Đó, mình cắt xong mình thấy cái khác nhau. Còn các bạn hỏi mình lựa cây có thác đổ
thác đổ cũng được thôi, như cái dòng cái cây này. Cái này mình muốn làm thác đổ thì mình lên vậy thôi. Đó. Thác đổ nè, mình tự làm cho nó đổ thôi. Chứ không thể nào mình cái cây mà tự nhiên á, nè, thấy không, lồi rễ luôn mà. Cái này nó bị thiếu nước nè, nó ra lá vàng, mình cố tình mình để thiếu nước vậy á cho các bạn thấy là nó cũng có sẽ có lá vàng nè. Thác đổ là mình về mình uống. Tự mình về mình uống, mình tự làm thác đổ, mình tự đưa cho rễ nó lên cao như thế này thôi. Nè, phân nè, không có gì đâu. Chỉ là phân rơm với phân bò thôi. Cái chậu nó thoát nước tốt một chút là được à. Ngày mình tưới nó mà trời nắng quá thì mình tưới ngày 2 lần. Đó, cái này là mình cố tình cho nó rồi rễ lên như vậy để mình thấy được cái gốc của nó. Thì thường thường cái gốc này bạn thấy không? Nó khoảng bằng cái ngón tay của mình thôi. Không thể nào to hơn được nữa. Giá như, nếu mà muốn chơi cái dòng gốc to thì cái giá nó khác, còn dòng này là dòng mini. Ý, dụ như cái cây này thì nó không có cái gốc, nãy thì cây một gốc, còn này là đúng là dặn bụi luôn. Nó có rất là nhiều gốc khác, nó rất là nhiều chi ở đó. Ví dụ dòng này thì các bạn về các bạn có thể như làm theo kiểu bonsai này kia nọ, tạo dáng theo ý tưởng lúc đầu ban đầu của mình đó. Về mình cũng tưới nước rồi bón phân, mua thiên nhiên tan chậm về đấy để mình cho cây nó ra tược. Nếu mà các bạn chơi cái dòng bụi này hơn như thế này là như lá già rồi đấy, nó héo rũ hoặc là nó đi được. Cái dòng này nó rất là giòn nha. Đó, đi vận chuyển nó có thể như xa. Mình á thì có hai cách, nếu mà tới vườn mua trực tiếp á, thì mình sẽ giao cây như thế này đó, rồi mình sẽ lấy báo mình bán á, thì bạn tốt nhất là về nên thay đất khác, không thể nào để đất này được, tại đất này á, là đất nhà vườn đó. Có thể nó sâu bệnh nó nằm ở dưới chỗ này, ở dưới gốc nữa, hoặc là riệp trắng nó nằm ở đây nữa. Mình về bạn phải coi lại bộ rễ, cái cây nó rất là mạnh, về mà cắt tỉa rễ lại trồng vô là nó cũng không sao hết trơn á, mạnh lắm. Chứ nó đừng nói là nó động rễ, tại vì khi mà mình lên bonsai mình cũng phải bỏ vô trong vậy đó, mình phải lên vô chậu mình cắt tỉa lại, mình bón phân thêm đó. Thì chính vậy lá nó rễ, mình phải đưa rễ nó lên như thế này đó, nó không có bị hư. Cái dòng này nó mạnh đó, mình giao như thế này. Còn á, nếu mà mình giao tận nhà mà gọi là đi xa, mình sẽ bọc kỹ là hơn. Mình có cái túi lưới, sau đó mình có một cái viên ở dưới đây nè để tạo độ mát cho cây á, bỏ vô đây mình sẽ gửi thùng đi, mình bó lại hết như thế này, mình bỏ vô bịch để cho đất nó không có bung ra. Mà cây thì chứ cây này nó mạnh lắm, nó chịu được cái thời gian trong hộp nó khoảng từ 4 đến 5 ngày á đó. Về á, nếu nó vàng cũng sao chứ á, để một thời gian sau nó cũng tỉnh lại à. Đó, đây là hết những gì mà bên vườn mình bán về thuộc chị Kim Linh Sam. Còn nếu các bạn thắc mắc gì á, các bạn cứ comment ở dưới cái link của mình để mình biết, mình hướng dẫn cặn kẽ hơn. Có gì bạn liên hệ số điện thoại 0963600086 nha. Đó là số điện thoại của vườn mình. Cảm ơn các bạn đã xem clip của bên vườn cây cảnh Sunny Garden nha. Hẹn các bạn vào lần sau mình sẽ giới thiệu nhiều cái cây khác nữa để cho các bạn biết được cái cách chăm sóc nó tốt hơn. Cảm ơn và xin chào các bạn.